Xin chào quý vị và các bạn đến với bản tin giá hơi sáng ngày 23 tháng 4 năm 2020. Giá thịt đang ở mức cao và làm cách nào để giảm giá mặt hàng này lại một lần nữa được nêu trong cuộc họp ban chỉ đạo giá vừa qua. Và chủ trì cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ cho rằng các doanh nghiệp chăn nuôi có quy mô lớn cần có biện pháp giảm giá heo hơi xuống mức 60.000 đồng 1 kg trong thời gian tới. Tuy nhiên, giảm giá chưa thấy đâu thì trong buổi sáng ngày hôm nay, nhiều tỉnh ở thị trường trên phạm vi cả nước đã tăng vụt lên 95.000 đồng 1 kg. Và điều ghi nhận biên độ tăng giá trong buổi sáng ngày hôm nay đã chậm hơn so với những ngày trước đó và mức tăng chỉ dao động từ 1 đến 3.000 đồng trên kg. Tuy nhiên, do nguồn cung lợn to trên thị trường rất là ít, lợn mà có trọng lượng trên 100 kg ấy, chính vì vậy mà hiện nay giá heo hơi vẫn đang ở mức cao, khiến giá thịt ở các chợ dân sinh cũng ở mức cao. Chính vì vậy mà các tiểu thương buôn bán rất là khó khăn trong mấy ngày qua. Theo các chuyên gia, giá lợn hơi đi ngược với sự chỉ đạo giá, khuyến nghị của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có nguyên nhân chính từ sự mất cân đối giữa quy luật cung và cầu. Nếu nguồn cung đủ hoặc dư thừa, giá thịt không thể giữ mãi cao như thế này được. Vấn đề là việc tăng nguồn cung trong nước bằng cách tái đàn. Nếu nguồn cung đủ hoặc dư thừa, giá thịt sẽ không thể cao mãi như thế này được. Vấn đề là việc tăng nguồn cung trong nước bằng cách tái đàn, tăng đàn hiện gặp rất là nhiều khó khăn. Bởi hiện nay giá con giống, giá thức ăn rất là cao, và bên cạnh đó thì ở một số tỉnh, đặc biệt là đối với thị trường miền Bắc, dịch tả lợn châu Phi lại quay ngược trở lại để gây ảnh hưởng rất là lớn đến người chăn nuôi. Đáng chú ý, sau khi một số siêu thị lớn triển khai tuần lễ bán thịt lợn đông lạnh nhập khẩu thì người tiêu dùng đã bắt đầu quay lại tìm kiếm các mặt hàng này nhiều hơn, bởi hiện nay giá mặt hàng này thường rẻ hơn so với thịt nóng khoảng 37%. Và theo khảo sát, giá lợn hơi trong sáng ngày 23 tháng 4 ở nhiều địa phương trên phạm vi cả nước vẫn có xu hướng tăng mạnh. Đặc biệt đối với thị trường miền Bắc hiện nay, mức giá phổ biến đang dao động 90 cho đến 96.000 đồng 1 kg. Còn đối với thị trường miền Trung và Tây Nguyên hiện nay giá vẫn đang giữ mức cao, hiện nay đang dao động mức giá 88 đến 93.000 đồng 1 kg tùy nơi và tùy loại. Và theo ghi nhận, trong ngày hôm nay giá heo hơi ở thị trường miền Nam, các tỉnh hầu như là đang có dấu hiệu chứng lại. Tuy nhiên mức giá rất là cao, dao động từ 88 đến 93.000 đồng 1 kg. Do giá lợn hơi tăng cao nên giá thịt thương phẩm ở trên thị trường cũng tăng tương ứng. Bình quân hiện nay giá thịt thương phẩm dao động từ 150 cho đến 200.000 đồng trên 1 kg tùy loại. Điều này khiến cho người tiêu dùng không khỏi đắn đo khi lựa chọn mua thịt về cho gia đình. Để chia sẻ những khó khăn đối với người tiêu dùng trong dịch Covid-19 đang diễn biến rất là phức tạp, người lao động cần phải thắt chặt chi tiêu. Trong tuần qua thì một số siêu thị đã giảm giá một số mặt hàng tiêu dùng tới mức 25% để hỗ trợ giá cho người tiêu dùng. Cụ thể như đối với thị trường miền Nam, sản phẩm thương hiệu thịt Madeli gồm các loại xương lợn giảm từ 136.900 đồng xuống còn 79.000 đồng 1 kg. Xương ống giảm từ 120.000 đồng xuống còn 79.000 đồng 1 kg. Hai thịt nạc vai giảm từ 149.000 đồng xuống còn 115.000 đồng trên 1 kg. Còn đối với thị trường miền Bắc, giá xương cục giảm từ 110.900 đồng xuống còn 69.000 đồng 1 kg. Xương ống cũng giảm từ giá đó là 89.900 đồng xuống còn 59.000 đồng 1 kg. Hay nạc vai cũng giảm xuống, hiện nay chỉ còn 119.000 đồng 1 kg. Được biết đây cũng là lần giảm giá cao nhất từ kể từ năm 2018 cho đến nay của thị trường thịt Madeli. Trong buổi sáng ngày hôm nay, sáng ngày 23 tháng 4, giá heo hơi ở các địa phương vẫn đang giữ mức cao. Cụ thể như đối với thị trường miền Bắc, một số địa phương có mức giá cao như Hải Dương đang dao động 92 đến 95.000 đồng 1 kg. Hưng Yên cũng đã chạm mốc 95.000 đồng 1 kg, Vĩnh Phúc 93.000 đồng 1 kg, Ninh Bình 93 đến 95.000 đồng 1 kg, Nam Định cũng đã mốc 94.000 đồng 1 kg, hay Thái Bình 96.000 đồng 1 kg. Hà Nam 93.000 đồng 1 kg, mức giá rất là cao ở các tỉnh khu vực này. Hầu hết các tỉnh ở khu vực đồng bằng sông Hồng đều từ 90.000 đồng trên 1 kg trở lên. Còn đối với các tỉnh ở khu vực Đông Bắc thì Thái Nguyên, Phú Thọ, Tuyên Quang, Cao Bằng, Hà Giang cũng như là Bắc Giang có mức giá rất là cao. Các tỉnh này đều đạt trên dưới 90.000 đồng 1 kg. Cụ thể như Thái Nguyên đã chạm mốc 93.000 đồng 1 kg, Phú Thọ cũng đã chạm mốc 92 đến 93.000 đồng 1 kg trong ngày hôm nay.
Tuyên Quang 92.000 đồng một kg hay Bắc Giang dao động 95.000 đồng một kg. Một số địa phương như Lào Cai, Yên Bái cũng đã chạm mốc 90.000 đồng một kg trong buổi sáng ngày 23 tháng 4 hôm nay. Theo ghi nhận, trong buổi sáng ngày hôm nay đối với các tỉnh ở khu miền Trung và Tây Nguyên, giá hơi vẫn đang giữ mức cao. Đặc biệt đối với tỉnh Thanh Hóa, đối với dòng heo siêu loại 1 đã chạm mốc 93.000 đồng một kg, Nghệ An dao động 90.000 đồng một kg. Các tỉnh như Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế đang dao động mức giá 88.000 đồng một kg. Quảng Nam, Quảng Ngãi dao động mức giá 89 đến 90.000 đồng một kg và đặc biệt đối với tỉnh Bình Thuận dao động mức giá 93.000 đồng một kg, mức giá rất là cao trong ngày hôm nay. Còn đối với các tỉnh ở khu vực Tây Nguyên như Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông và tỉnh Lâm Đồng, giá hơi ở khu vực này đang dao động mức giá 88 cho đến 93.000 đồng một kg, đặc biệt là tỉnh Lâm Đồng cũng như là tỉnh Gia Lai có mức giá rất là cao trong ngày hôm nay. Sang thị trường miền Nam, đối với các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ trong ngày hôm nay giá hơi ít có sự biến động. Đối với Đồng Nai hiện nay, giá hơi vẫn đang ở mức cao, đã chạm mốc 92.000 đồng một kg. Một số địa phương như Bình Phước, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu, Tây Ninh đang dao động mức giá 88 đến 91.000 đồng một kg. Hay như ngay thành phố Hồ Chí Minh, các huyện ngoại thành ở thành phố Hồ Chí Minh cũng đã chạm mốc 90.000 đồng một kg. Còn đối với các tỉnh ở khu vực Tây Nam Bộ, mức giá cao thuộc về các tỉnh như Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu hay là Bến Tre, Cần Thơ, các tỉnh này đều trên 90.000 đồng một kg. Và sau đây mình xin gửi đến quý anh chị và các bạn bảng cập nhật chi tiết giá hơi trong sáng ngày hôm nay, sáng ngày 23 tháng 4 năm 2020. Kính mời quý anh chị và các bạn cùng theo dõi.